Xin chào tất cả các bạn ha. Chào tất cả các bạn trở lại kênh Khám Phá TNT của mình ha. Thì hôm nay mình sẽ làm một cái video clip để giới thiệu các bạn về một cái khu vườn. Trong đó có rất nhiều cái vị thuốc nam rất tốt cho sức khỏe con người. Mà đây là cái khu vườn rau rừng các bạn. Tập hợp các loại lá, cây ở trong rừng. Người chủ trang trại này người ta sưu tầm về đây để mục đích là bán cái rau sạch, rau rừng tự nhiên. Nó có nhiều vị khác nhau các bạn. Nó sẽ có lá chua, lá chát, lá đắng. Nhưng mà mình sẽ giới thiệu đi sâu vào cái khu vườn này, mình sẽ mô tả và giới thiệu cho các bạn từng cái loại lá cây mà ăn được. Thì có lá chát, lá đắng. Nhưng mà mình sẽ giới thiệu đi sâu vào cái khu vườn này, mình sẽ mô tả và giới thiệu cho các bạn từng cái loại lá cây mà ăn được. Thì có nhiều các anh chị cô chú mà sống ở khu vực nông thôn hay là miền rừng núi thì kỹ năng sống ở trong rừng của người ta cũng áp dụng rất là tốt. Trong đây có rất là nhiều loại cây ăn được. Mình sẽ khái quát khu vườn, sau đó mình sẽ giới thiệu các bạn từng cái loại lá cây ăn được. Thì đây người chủ trang trại này, người ta có một cái quán ăn nhỏ nhỏ ở quê các bạn. Người ta chuyên chỉ cung cấp những thực phẩm sạch mà ăn được từ thiên nhiên, từ rừng. Người ta khai thác, người ta vươn tầm, người ta cắt tỉa, người ta chiết cành rồi đấy, cũng mục đích mang tính bảo tồn nữa các bạn. Cái hoa đậu biếc ở trong vườn này thì những người em chơi rất là thân với mình, cũng sưu tầm để trồng chơi. Đây là những cái khu này là những cái loại rau rừng ăn được các bạn. Đây là một trong cái loại lá cây mình cũng rất là thích ăn. Đây gọi là cái lá cây trăm sắn các bạn. Nó có cái mùi thơm nhẹ nhẹ khi mà mình rau ở đây chủ yếu là mục đích ăn rau sống các bạn. Những cái món ăn của người miền Nam ví dụ như là bánh xèo nè, bánh canh trắng bàng, những cái món mà ở địa phương mình ở Tây Ninh đó, nó rất là nổi tiếng về cái rau sạch, rau rừng. Đây là cái cây trăm sắn, lá nó lột ra. Đây là cây trăm sắn, lá này như vậy, cái người ta dùng kéo người ta cắt cái phần lá non này các bạn, để trộn vào cái ăn cái rau sống. Có thể dùng ăn với đồ nướng, đồ chiên các bạn, như thịt hông khói nè, cá chiên nè. Đây là cũng một cái cây trăm sắn các bạn, lá nó vậy rất là thơm ăn. Nói chung là nó có vị chát chát nhẫn nhẫn. Hôm nay mình phát hiện người em mình có trồng cái cây sim rừng nè, hoa sim, mật sim các bạn, ở nổi tiếng ở Phú Quốc á, ở các tỉnh miền núi miền Trung thì hoa sim này rất là nhiều. Đây, hoa sim cũng đang nở rộ rất là nhiều hoa. Mình đang giới thiệu những cây này. Còn đây là cái cây sọp đọt đỏ các bạn, cái da hay gọi là sọp đọt đỏ. Cái lá nó ăn bánh xèo rất là ngon. Thì nếu mà kết hợp các vị rau trong đây thì các bạn có thể nấu một món ăn. Đây là cả một cái khu vườn gọi là tập hợp các loại rau rừng ăn được ở miền Đông Nam Bộ đây các bạn. Mặc dù có lẽ là siêu tầm cũng chưa hết, và có những cái vị rau mà nó mang tính dược liệu tốt cho sức khỏe cũng ở đây cũng khá là siêu tầm chưa đủ, nhưng mình không dám nói là nó đầy đủ. Đấy, ví dụ như cái lá cái sọp, cái da mình đã có những cái bông sau trồng ở chùa đình rồi các bạn, cái lá nó ăn được, ăn trộn với xèo rất là ngon. Còn đây là cái cây gọi là cái cây bứa rừng. Cái quả bứa rừng này nó gần tương tự như cái quả măng cục của mình các bạn, nhưng mà nó chín màu vàng. Cái lá này rất chua, chua rất là thanh là ngọt. Một là các bạn có thể trộn vào trong rau sống các bạn ăn. Hai nữa, các bạn có thể dùng cái lá bứa này để các bạn kho cá nè, nấu canh chua nè, kho khô nè. Đó, nó rất là hay. Các bạn có thể làm cái muối ớt từ cái này. Tức là các bạn làm muối ớt bình thường, sau đó bạn nướng cái lá cây bứa này, các bạn dầm vào chén muối ớt thì ăn gà nướng gà luộc rất là ngon.
cơm nóng hay cơm nguội các bạn bóc ăn như mình thích sống ở trong nhà. Đây là cây bứa các bạn. Người em mình cũng có cung cấp cái giống rau rừng này các bạn. Tức là em nó chỉ cành ra, thậm chí có thể thuê người sưu tầm theo bờ vườn gốc rễ của nhà người dân chuyển loại lá cây ăn được. Hoa sim tím, những đồi hoa sim. Đây là cái cây bướm trong như vậy cũng là cả một vấn đề các bạn. Cây trong rừng mà bướm về mà không đúng kỹ thuật là khó để thuần thục. Đây là một cây chùm mồi. Nếu như các bạn mà thực sự ở miền Nam, ở thôn quê hoặc ở khu rừng có rẫy đâu này kia, thì mình giới thiệu cây nào thì các bạn sẽ biết. Không phải ở vùng nông thôn, chưa tìm hiểu về nó và chưa từng biết về nó, là nó ăn được trái chùm mồi. Chim nó rất thích trái, nó nhỏ nhỏ nhỏ, lá có vị chua chua chát chát. Lá bướm này mình thấy là muốn cắt ra để kho với cái khô đường bộ. Lá bún à, đây gọi là nó là dạng dây các bạn. À, lá thì cũng có vị chua chua chát chát. Đây cũng là, đây là một loại sim rừng nhưng mà loại trái nhỏ chứ không phải như sim tím hồi nãy các bạn. Trái nhỏ nhỏ nhỏ, nó chín cũng đen. Đây là một cái loại rau mà người dân tộc Khmer người ta hay dùng để chiên trứng ăn, gọi là cái lá xà ôm. Đây là cái lá ăn được, trộn rau sống ăn được. Đây là thêm một cái lá gia vị đặc sản của người dân tộc Khmer người ta hay sử dụng, đó là cái lá chanh, chanh túc các bạn. Thì tất cả những món ăn gì của người Campuchia thường thường là người ta nêm cái lá này vào nướng hay kho hay là xào hay bất cứ món gì, làm bò đốt rồi này kia đó các bạn. Thì cái lá chanh túc này luôn luôn sử dụng cái lá chanh túc này. Đấy, là cách mà người em chủ trang trại này sưu tầm. Đây, lá lọc vừng, những cái cây chơi kiện. Nhưng mà đây là cái dấu vết của người ta, người em đó cắt để cung cấp rau cho thực khách các bạn. Đấy, lọc vừng. Đây là một cái loại lá cây lại ăn được nữa, đó là cây sai. À, các bạn có thể tìm hiểu thông tin thêm trên các trang mạng khác, hình ảnh. Cái sai này nó có quả trái chín, cũng là cái mùa quả mà mọi trẻ thơ đều yêu thích. Trái chín đang đen đó các bạn. Ta hiện tại người ta bán cái giống cây sai gì, sai Đà Lạt gì đó, có trái rất là to như ngón tay vậy. Mà đây là một cái lá cũng vị như lá bứa, nhưng mà nó chua một cái cách đặc biệt hơn, nó khác hơn mọi cái vị, nó rau rừng nó khác hơn. Cái này cũng để kho ăn được này. Kho với cá nó có vị chua đó, nấu canh chua cũng được. Lá sai non này mà tuốt ra nấu canh chua với bất cứ cái thực phẩm cá nào hoặc thịt nào cũng rất là ngon, rất là thú vị. Thì để giới thiệu hết cái khu vườn này thì nó nhiều lắm các bạn. Đây là cây sai ha, lá sai. Đây là giới thiệu cây này các bạn cũng dễ biết, dễ tìm hiểu. Đây là cây lá lụa, cũng một cây có lá có vị chua. Cây lá lụa thì các bạn biết rồi, nó cũng nổi tiếng trong cái món bánh canh Trảng Bàng của tỉnh Tây Ninh. Ở các tỉnh miền Tây thì ở các miền Tây Nam Bộ thì người ta hay sử dụng cái lá này lắm các bạn. Đây, các bạn nhìn cây này thì các bạn có lẽ thấy cũng quen quen không? Theo đường phố người ta hay trồng, nhưng mà ở theo đường phố người ta trồng thì cây này không thể ăn được các bạn. Đây là cái móng bò rừng, cũng là một cái vị thuốc nam rất là tốt để trị bệnh về viêm, về khớp các bạn. Cái lá này cũng là một lá vị chua, nấu canh chua hoặc là kho bất cứ món gì mà từ cái lá mà các bạn thích ăn cái vị chua thì rất là tuyệt vời. Cái rễ cái cây móng bò này thì thường những người thầy thuốc nam người ta sưu tầm về để lấy cái rễ nó giạt ra, kể cả thân nữa các bạn, để đưa vào một cái vị thuốc. Đó
vị thuốc nam. Rồi mình sẽ nếm cái lá này để biết cái vị chua nó rất là hấp dẫn. Để mình sẽ tiến sâu hơn vào cái khu vườn này để giới thiệu thêm một số vị rau nữa. Ở đây gồm có đinh lăng nè các bạn. Mình sẽ đọc tên một số những cây lá ăn được, như cây lá lụa nè, cây lá nổ nè, cây cốc rừng nè, cây bứa nè, cây xăng de nè, cây bí bái nè, cây lọc vừng nè, cây đinh lăng nè. Đó là tất cả những cái vị rau ăn được. Còn một số trong cái khu vườn này mình chưa có mình nhớ tên hết được, để đến cái mặt cây mặt lá nào mình sẽ nói cái tên ra và cái vị để mình ăn khi cảm nhận cho các bạn có thể hiểu và biết mình nó thú vị cái chỗ nào ở cái vườn rau gọi là vườn rau tự nhiên rừng này. Ở trong cái khu vườn này thì người em có sưu tầm cái cây ăn xo. Thì ở trên mạng người ta cũng nhiều người làm video clip giới thiệu về cây ăn xo này lắm nè các bạn. Nhưng mà có nhiều bạn thì làm, người ta có thương mại kinh doanh trong đó. Thì hôm trước mình cũng có cái dự định là phục vụ nhu cầu và chia sẻ với các bạn về cái giống cây ăn xo này. Mình không thể nào bứng cây con để tặng các bạn được, nhưng mà mình sẽ gửi tặng các bạn cái hạt của nó. Đây, cây ăn xo đây các bạn. Nếu các bạn xem cái những cái đoạn, tại vì ánh nắng nó bị lò ở trong cái khu mát này thì mình không có mô tả nó. Thì khi các bạn xem bảo sao quay mà cho người ta xem mà không có mô tả chính xác được. Vì cái kỹ năng quay phim của mình thì nó cũng chưa có kỹ năng tốt lắm các bạn. Đây, nếu như các bạn nào mà có cái nhu cầu để sưu tầm kiến lửa quá. Quá trời cũng lửa. Đây là cái trái cây ăn xo các bạn. Nó giống giống như con sâu rộng. Mình sẽ hái gửi tặng các bạn cái hạt giống cây ăn xo này. Nếu mà các bạn có cái nhu cầu về cái hạt giống này. Đây là cái trái của nó nè. Như con sâu rộng. Như em mình còn sưu tầm trồng cả vài trăm mét vuông ở ngoài kia về cái cây ăn xo này. Đặc biệt nó mình cũng đã từng dùng và nhiều người dùng rồi các bạn. Dùng để biết khi mà bị men gan cao á thì dùng cái cây ăn xo này dạt ra phơi khô để nấu nước uống hàng ngày. Nhưng một sáng đó mình không thể nào mô tả cho nó chính xác cái hạt ăn xo này. Cái trái nó như con sâu rộm nha các bạn. Có rất nhiều hạt trong đây. Mình có thể gửi tặng một số bạn mà có nhu cầu về cái ăn xo này. Cả một cái đây là cái khế chua. Cái khế chua còn xanh cũng trong một cái vị rau các bạn. Đây là một cả một cái khu vườn nữa phía sau. Đây là, nếu các bạn biết về sành về rau rừng á thì đây là cái lá gọi là cũng đặc biệt hay. Đây là cái lá bí bái. Nếu mà nấu về làm dồi rồi này kia trong thực phẩm á, ăn sống thì cực kỳ thanh ngọt. Lá ngọt ngọt ngọt, cái hậu nó rất ngọt. Đặc biệt cái trái của cái cây bí bái này là cái con thú rừng thích, như con treo. Mà cái trái bí bái này các bạn ăn cảm giác như là có cái vị nó hăng hăng lên như cái mùi xá xị. Nó thơm, nó thanh như mùi cái dầu xanh đó các bạn. Cái quả của nó nhỏ nhỏ, nó tương tự như trái chùm ruột. Nhưng mà nó ra hoa đây, ra trái đây chứ không phải ra trái từ trong thân nhánh này giống như cây chùm ruột. Đây là cái cây bí bái, rau bí bái trong rừng các bạn. Lá giang này nấu canh chua nữa các bạn. Cái dây lá giang này nấu canh chua. Đây là cái cây lá nổ. Cũng có một cái vị chua chua, chát chát. Tất cả những lá này là mình đang giới thiệu với các bạn là những cái cây lá ăn được. Đây. Đây một loại, cũng một loại rau rừng.
người ta gọi cái cây này là cái lá xăng de các bạn. Khi mà bạn hái cái lá này bạn dò ra thì nó có cái vị như là lá mận, của người rất là như bạn đi theo rất là vô duyên đang nói chuyện mà bên khế chua đã. Đây là cái lá xăng de, người ta kêu xăng de lành ngạnh nhưng mà cái lành ngạnh nó khác các bạn. Mình ít hôm nữa mình sẽ đăng một cái video clip về cái hoa lành ngạnh cho các bạn xem, nó rất là đẹp. Mình so sánh nó hơi khập khiễng, nó giống như hoa anh đào của Nhật Bản, nhưng mà cái lá này rất là tuyệt vời, là trong một cái vị rau, rau ăn sống đó các bạn. Nếu các bạn có dịp, mời các bạn đến Tây Ninh, các bạn liên hệ với mình sẽ đưa các bạn đến đây giao lưu với anh chủ quán này để các bạn thưởng thức những cái loại rau rừng mà từ tự nhiên. Đây trồng không có phun xịt thuốc gì hết các bạn. Cứ khi nào cắt có lá non thì bón phân quay một phân bò thôi. Đây là một cái loại lá cũng ăn được. Đây là cây còng các bạn. Cây còng ngày xưa người ta hay làm chặt ở trong rừng về làm cắn cuốc, cắn rửa đó. Nhưng mà cái lá nó cũng là một cái vị ăn được, ăn rất tốt. Tiến sâu vào cái khu vườn này thì cái người chủ vườn này các bạn có một cái sở thích là sưu tầm đồ cổ về cuộc sống của người Nam Bộ xưa. Ở đó có một cái đám rìa rừng các bạn, để mình giới thiệu các bạn cái đám rìa rừng này. Đây là tất cả những rau nữa. Đây, cái rìa rừng các bạn. Củ rìa có thể các bạn biết rồi. Nhưng mà cái đọt non của cái này nè, bạn xé ra nó có cái ruột non trong. Các bạn xào với thịt gà với lá giang này ăn thì đặc biệt phê. Đây nuôi heo rừng lai, nó cũng cung cấp thực phẩm sạch không các bạn. Tiến ra cái này thì mình sẽ cho các bạn xem, đang nói đến đoạn người em mình sưu tầm những cái đồ cổ xưa của người Nam Bộ sử dụng trong cái cuộc sống ngày xưa, tất cả những gì liên quan tới. Đây mình đưa ra một cái ý tưởng cho người em này để gọi là làm một cái du lịch trải nghiệm các bạn, gọi tiếng Anh là gì, home gì đó các bạn, homestay gì đó. Đây, sau này nếu các bạn mình có dịp thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn để các bạn check in ở đây 1 đến 2 bạn thôi, sống lại tại vì ở đây cũng mới có chuẩn bị cái bước ban đầu thôi. Vườn rau, các bạn có thể đến đây trải nghiệm một cuộc sống không internet, một cuộc sống không có ồn ào hối hả, mà được một cái cảnh miền quê yên bình ở đây. Phía trước cửa cái khu vườn mà để có cuộc sống trải nghiệm các bạn, có một cái ao cá, đây có thả cá dưới đây rồi, có luôn nước, đây luôn nước xưa, và một cái căn nhà tranh của người miền Nam xưa các bạn. Không biết ở ngoài miền Bắc thì lúc trước mình có gặp cái bạn kia chia sẻ, người ta lập bằng lá mía cũng có, lập bằng rơm cũng có, nhưng mà ở trong miền Nam này thì ngày xưa khoảng, nói ngày xưa thì khoảng năm 95 trở về trước thì nhà mình vẫn sống cái căn nhà giống vậy các bạn, nhưng mà nó rộng hơn một tí, có thể để được 2 cái giường ngủ. Mọi sinh hoạt đều diễn ra trong nhà hết, nhà bếp nấu ăn ở góc bên trái các bạn, rồi xung quanh căn nhà thì làm trét bằng đất các bạn, trét bằng đất trộn với rơm. Các bạn có thể đến đây trải nghiệm, các bạn có thể tự nấu ăn mọi thứ, các bạn có thể tự trồng rau. Đặc biệt ở đây chỉ cung cấp nước cho các bạn thôi. Nếu các bạn nào mà có xu thế ăn, mình gọi là ăn không ăn mặn đi, không ăn thịt cá, không ăn chất đạm đi, chỉ ăn rau và chất xơ, thì các bạn đến đây trải nghiệm đúng là tuyệt vời luôn. Đây,
đậu rồng, trái đậu rồng thì leo trên hàng rào. Các bạn có thể hái hoa đậu biếc mỗi buổi sáng để hãm trà uống. Sau đó các bạn luộc một đĩa rau ăn với cơm trắng và ngủ trong căn nhà tranh này gió mát, xung quanh là cảnh đồng quê. Cây thúc nốt, cây dừa, trẻ em dân trâu thả bò trên cánh đồng này. Tâm là xưa bạn, đêm thì các bạn có thể thắp ánh sáng bằng cái cây đèn dầu. Ngày mình sẽ cung cấp cái đèn dầu hàng hỏa cổ ngày xưa luôn các bạn. Ở đây là cái mới sản xuất sau này thôi đó. Xung quanh là sau này sẽ căn nhà này thì sẽ trét để làm giường lại, để một giường ngủ cũng bằng tre. Để các bạn sau này nếu mà chấp nhận được thì mình sẽ cung cấp cái dịch vụ này. Các bạn tự cung tự cấp ở đây, không ai làm phiền các bạn hết. Các bạn có thể ốp ở đây, nghỉ ngơi ở đây 1 đến 2 ngày tùy theo cái nhu cầu của các bạn, không ai làm phiền các bạn hết. Các bạn có thể đi những cặp tình nhân đi với nhau, đôi vợ chồng đi với nhau, hoặc các bạn muốn trải nghiệm một cách một mình thì mình sẽ góp ý thêm cho một người em để làm một cái chỗ ngồi bằng gỗ gì đó, để các bạn có thể đón ánh nắng mặt trời, ngắm hoàng hôn buổi chiều. Các bạn có thể tập yoga gì đó, các bạn có thể ngồi thiền. Rau, từ rau lang, rau muống, rau dền. Sau khi các bạn có thể sử dụng nguồn rau thực phẩm sạch này, trước khi các bạn về, các bạn có thể bỏ cái công sức lao động để trải nghiệm ra, các bạn làm một cái uống rau mới để cho người sau người ta có thể là trải nghiệm và tiếp tục cuốn chiếu như thế đó các bạn. Và mình xin kết thúc cái video clip ở đây. Kênh Khám Phá TT xin kính cảm ơn mọi người đã quan tâm, chia sẻ và ủng hộ kênh. Chúc mọi người một ngày làm việc thật là hiệu quả. Xem một video clip giá trị giải trí ý nghĩa trong cuộc sống của các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những cái video clip tiếp theo. Chào các bạn.